Rồi, xin chào toàn thể các bạn. Đây là kênh Stream TV. Và hôm nay mình sẽ stream trận đấu giữa New Hope và FPS Gaming. Như vậy chúng ta sẽ cùng đợi New Hope vào. Và như vậy thì mình vừa báo thông báo cho kia thì đã có một bạn của New Hope đã vào. New fuck you. Và tên phải đái. Có một số bạn đang kêu là không nghe thấy gì. Không nghe thấy gì là sao? Bạn của Hip Hop đã vào. Sẽ không nghe thấy gì nhỉ? Ngon mà. New God. Ba mươi. À, để bắn C4 giỏi thì phải đẹp trai. Đầu phải nhỏ, cái đầu to chúng nó đấm mồm liên tục ạ. FPS Gaming thì không cần phải nói nhiều nữa rồi. Một trong những cái tên đang nổi bật nhất của miền Nam đất nước Việt Nam. New Hope là một clan mới nổi lên và hôm nay gạ kèo trên group mua bán thì FPS Gaming đã nhận ngay. Không biết rằng New Hope là clan bắn C4 như nào, tôi chưa gặp. Nhưng mà dẫu sao thì cái mảng C4 của Truy Kích tôi đang cảm thấy ấm dần lên, và là một người làm stream về đặt bom, tôi cảm thấy rất là vui khi mà mọi người đã quan tâm đến đặt bom nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả các clan đã đang chuyển hướng sang đặt bom. Zombie thì nhiều quá, clan nào zombie cơ, mà cuối cùng rồi thì ra được tiền mặt, ra được vàng, ra được các kiểu kiểu con đà điểu thì vẫn cứ phải là đặt bom hoặc là đấu đội, đấm mồm, đấm mồm các kiểu con đà điểu. Vâng, phụ nữ là số 1, đang tạm thời out clan, nhưng mà nếu như
New Hope có ý kiến lên thì mình sẽ bắt buộc bạn phụ nữ là số 1 sẽ phải out ra khỏi trận đấu và phải dùng một arc của FPS Gaming. Amkrai nói chứ bọn tôi không bao giờ mượn người đâu, cái này thì chuẩn. Bởi vì là nếu như mà mượn người thì Hà My đã không comment ở ngoài YouTube, chắc chắn là Hà My đã coi như phải vào trong trận đấu rồi. Các thanh niên đang cao su khá là nhiều. Tôi đang muốn làm một tí nhạc. Vâng, Hải Cun A2 đã vừa nhận được Akagon. Các bạn có thể thấy rằng khi tôi chuyển chuyển vào sự kiện hot phát thì y như rằng Akagon ra. Ngày hôm nay cũng thế, tiếp tục là kiếm Titan đã được cài đặt rồi. Vâng, rất nhiều người đang được kiếm Titan. Các bạn có thể thấy. Vào tim em mang sóng.
vào tim em bao cơn sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa mộng. Lên mà bem nhau đi, còn ngồi đấy mất chào anh em cái gì? Nếu không phải bem thì thôi đi ra ngoài. Không. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi stream. Gớm, hôm nay stream có Hà My cũng như Athena cái mà đông vui hẳn. Cái cô gái cái là y như rằng. Úi trời, không đủ luôn. Vãi.
Sẽ phải tắt nhạc thôi khi mà các thanh niên đến từ New Hope đã đủ team rồi. Đờ mở mạng cùi mía vai. Đấy, rồi tạm thời ngon. Xem stream thì mình 26 tuổi và bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu giữa FPS Gaming và New Hope. Đây là Vanka Noah, người hôm nay được Athena cổ vũ rất nhiều nhưng mà bắn ngu như bò thì kiểu gì cũng bị chửi. Xơi nào mồm, biết ngay đến với Noah thì toàn là những cái mồm xinh xinh và đáng yêu. Vâng, đã kịp thời chỉ hạ New Line và nếu Fuck You đã bèm được Noah ngay sau đấy. Upright New Man, người đàn ông mới, tức là trước đây là đàn bà cho nên phải là mới. Chúng ta sẽ đến với trận đấu ngay bây giờ. Đây là màn hình máy của Noah. Noah hôm nay sẽ bắn snipe. Phần ca cũng đang cầm snipe rồi. Úi giời, đi blow bắn gà vãi đái. Vâng, Amkrai có vẻ như vừa có một quả bom vào trong hầm B thì phải. Cao B đang có hàng rồi. Như vậy là Newman đã triệt hạ được Amni và bom đã rơi trong xe B. Vâng, đã nhìn thấy người rồi, liệu có ai có làm được gì không? Khi mà có những thanh niên đang muốn đập cò, đang muốn vào cửa phụ nữ làng số 1 đã đặt được bom xuống dưới xe B. Cry thủ rất chắc chắn cao bề cho đồng đội của mình. Đây là phần ca. Phần ca đã vào trong sai rồi, trong khi đấy có những người đang ở trong hầm B ra. Và liệu rằng phụ nữ là số 1 có đã cover cho đồng đội rồi. Như vậy là đang ở trong hầm B ra rất đông rồi. Có lẽ tỷ số sẽ là 1-0, tạm thời nghiêng về New Hope khi mà các thanh niên đã tiếp cận được bom rồi. Ở bên New Hope ai sẽ là người bắn snipe? Ghost ư? Như vậy New Ghost là người bắn snipe. Chỉ như nhứ thôi, không ra đâu. Có vẻ như vừa nãy có một Noah đã vừa triệt hạ được Mr. Kim. Có vẻ như là hành lang rồi. Không, đó là cuối A. Các thanh niên đã kịp thời về cover. Đây là Noah sấy xối xả luôn, đã có mồm. Phải nói là cái khẩu này bắn thì hay mồm lắm. Bạn ca đang muốn đục vào trong hành lang. Như vậy là đã vào được hành lang rồi. Amni cũng đã vừa triệt hạ được New God. Right, phụ nữ là số 1. Vâng, phụ nữ là số 1. Bom sẽ được nhặt ngay sau đây thôi. Liệu có một tên nhặt bom? Như vậy là đã phát hiện ra rồi. Vâng. Cái gì vậy? Đó là Newman đã triệt hạ được phụ nữ là số 1. Tỷ số sẽ là 2-0 tạm thời nghiêng về New Hope. Tôi đang hơi bất ngờ. Đây là Vanka. Chỉ có cấm slingshot, còn hoa cải bên thoải mái luôn nhá. Nếu như và Noah đã vừa bắt được Newman. Đây là màn hình máy của Amni đã đáp một quả bom xuống. Như vậy là các thanh niên của FPS Gaming đã chiếm được xe B rồi. Có những thanh niên đang dò dẫm ở dưới hầm B lên. Ai là người hầm B? Đây là Cry. Cry đã bị New Line bắt ngay lập tức. Đây là phụ nữ là số 1. Như vậy là Panka cũng như là Nhi đang tổ chức bắt ở cửa xe B. Vâng, New God đã cắt mẹ chim Panka rồi. Noah đã vừa triệt hạ được New Fuck You trong hầm B. Bom đã được triển khai. New Hope sẽ chỉ còn một mình New God đang trong xe B ra. Vâng, đó là Noah. Liệu có làm được gì? Đó, vâng. Tỷ số sẽ là 2-1 sau cái pha gỡ này. Mission, defend the target. New God
Nói thật ra là ở ở Clan New Hope này thì rất ít thấy các bạn ấy đấu ở mid. Gần như là không đấu. Đây là Kin ở cao A. New Fuck You có vẻ như đang AFK, không phải AFK nha. New Man. New Light thì ở hành lang. Ghost thì sẽ ở cao B. Vâng, New Ghost. Như vậy là New Light Cam ở hành lang. Nếu như pha vừa rồi chẳng hạn người hay đến với New Ghost đi, New Ghost đã nằm rồi. Vậy thì New Man liệu có về cover không? Nếu về cover ở mid thì khả năng là Noah cũng như là Panka, không phải Panka, và làm gì sẽ vào trong sai. Đây là màn hình máy của New Man. Noah đã triệt hạ được New Man rồi. Kin cũng đã vừa nằm xuống ở cao A. Đây là New Fuck You đã bắt được Noah. Bom đã đang được triển khai đúng sai bên rồi. Đó là Nhi đang đặt bom, đã không đặt bom mà nhảy cao B bắt người rồi. Tỷ số sẽ là 2-2. Phần ca, vâng, một pha bắt người rất hay ở phần ca. Phải nói là quá kinh nghiệm trong những pha như thế thì mới bắt được người. New Ghost đã vừa triệt hạ được phụ nữ số 1 thanh niên này, đổi cái tên khá là hay nhưng mà bắn tủ vãi chạy. Amplify phần ca và đã đấu ở hành lang. Am Nhi, đây là Noah. Nhi đâu? Đây rồi. Không phải Nhi mà là đó là Cry, sorry. Khi mà tôi chuyển màn hình máy hơi hơi loạn. Am Nhi sẽ vào trong xe B. Bom có lẽ sẽ triển khai ở B. Kin vẫn đang ở đây. Lai, New Lai đang ở mid. Bom đã được đặt xuống xe B. Vâng, Am Nhi tôi nhìn thấy cái mồm thập thò. Và có lẽ Văn Ca sẽ bắt được mid. Đây rồi. Đúng là Văn Ca sẽ bắt được mid. Tỷ số sẽ là 3-2. Tạm thời nghe về FPS Gaming. Nói chiều quá. Chỉ sợ tí nữa trận We Are Legend và Bontusai mất tiếng thôi. Noah đã vừa bắt được người. Có vẻ đã đấm mồm được ở hành lang ngay dưới chân. Noah rất tỉnh táo trong pha này. Kin phải nói là một pha coi như là hơi hố hàng và thiếu kinh nghiệm trong pha vừa rồi. Đó là New Light. New Light chỉ còn 3 máu thôi nhưng đã triệt hạ được Noah ở trên cao A rồi. Bom vẫn còn đang có vẻ như ở trong hầm B thì phải. Như vậy là Nhi đã ra và đã gặp đó là New Man. Fuck You và em Kin thì phải đã out ra ngoài. Có vẻ hai thanh niên này đang online ở cùng một quán rồi. Phần ca cũng như là phụ nữ số 1. Như vậy là còn New Man cũng như là New Life, phụ nữ là số 1 đã nằm sàn. Phần ca đã bắt được New Man. Bom ở đâu? Bàn ca nhặt được bom lên ngay lập tức. Đã di chuyển về nơi đặt bom. New Life. Vâng, đây là màn hình máy của Bàn ca. Tại sao không bắn snip? Đây là New Life đang rất dò dẫm để lên. Vâng, đó là phần ca đã bắt được New Line rồi. Tỷ số sẽ là 4-2. Tạm thời nghe về FPS Gaming. New God. Vâng, bom đã được di chuyển vào trong người đã đột nhập được vào trong side. Vậy đó là Am Nhi. Am Nhi sẽ phải đối mặt với ai khi ở cao B cũng đang thấp thoáng có bóng người. Có vẻ đó là New Man thì phải, hay là New Fuck You. Đó là Mr. Kin. Mr. Kin là người cover thôi, còn ở trên cao B sẽ là New Man. Kin, đây là New Fuck You đã vừa thi đấu ở cuối A.
Đây là New Line, New Line. New Line sẽ là người thi đấu ở câu A. Vâng, đã muốn công lên rồi. Cry đã bắt được New Line rồi, vậy thì Fuck You sẽ phải về. Đó là một quả bom khả năng là rất chất lượng rồi. Cry đã yếu thôi chứ không phải là chết hẳn. Bom đã được đặt xuống xe A. Vâng, Cry đã nằm xuống để phụ nữ là số 1 có thể triệt hạ được. Vâng, phân ca, bom khả năng là sẽ được gỡ ngay bây giờ thôi. Mr. Kane, còn Fuck You sẽ là người chịu trách nhiệm gỡ bom. Tỷ số có lẽ sẽ là 4-3, tạm thời nghiêng về FPS Gaming sau pha rút ngắn tỷ số vừa rồi đến từ New Hope. Ui sợ. Biết rồi đấy. Vâng, Amnoa đã vừa triệt hạ. Để mà đùa với Panka trong pha vừa rồi thì New Hope đã có một sai lầm. Tại sao anh không đẩy ra K10 ở cuối A? Bởi cái thời gian anh chạy lên mid như vậy thì chắc chắn đã có người lọt vào trong hầm A rồi. New Line đang thi đấu, New Line đã bắt được Upgrade ở Long A. New Man cũng đã vừa có mạng cho mình, như vậy là đã vừa triệt hạ được người ở trong hầm B rồi. Phụ nữ là số 1 đang quay quắt ở mid. Như vậy sẽ gặp người ở trên hành lang. Người trên hành lang. Vâng, ai sẽ là người trên hành lang? Fuck You. Vâng, như vậy thì phụ nữ là số 1 sẽ triệt hạ được New Man. Vâng, Panka thì lại rơi bom, đã đấm mồm được Fuck You. Thời gian đang không còn nhiều rồi. Vâng, các thành viên đến từ không kịp đâu. Có Bunny cũng không hề kịp. Đây là Kim. Không thể kịp rồi. Vâng, đã buông chuột. Tỷ số sẽ là 4 đều. Cái lối đánh có vẻ hơi tù đến từ FPS Gaming. Cũng là số 1 đã triệt hạ được New Line. Vâng, một phương châm sống mới mà lại đi triệt hạ nhau thì hơi khó. Đây rồi, nó công thẳng lên, công thẳng lên. Sẽ là cover rất tốt đến từ cho đồng đội. Chính xác là như vậy. Bom sẽ được triển khai xe ngay bây giờ thôi. Tam Nhi đã vừa bắt được kill. Đây là New God. Tỷ số sẽ là 5-4 ở hiệp 1. Chúng ta sẽ cùng đến với màn đổi bên. Đây sẽ là hiệp 2 trên map Sa Mạc 2 giữa FPS Gaming và New Hope. Sẽ không phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp 2 trên map Sa Mạc 2 giữa FPS Gaming và New Hope ngay lập tức. Như vậy là ở trên hiệp 1 thì FPS Gaming đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 5-4.
New Line đã chết hại được Noa. Vâng, quá tốt. Chúng ta sẽ đến với những round đấu chính thức ngay bây giờ. New Line, New God, alo. Như vậy là New Hope đã đang đặt bom rồi và bom sẽ được đặt xuống phe A ngay bây giờ. Đó là Am Nhi. Rất khó chịu, cái kiểu đang bắn lại ngồi xuống. Khó chịu lắm. Đã nghe tiếng bước chân. Cũng đã phát hiện ra. Đó là một quả bom đến từ New God. Đây là màn hình máy của New God. Sẽ đấu ngay bây giờ, đó là Noa. Vâng, Noa vẫn đang cam ở... À, đây là Noa. Noa đã bị triệt hạ rồi. Đây, Panka. Né thôi, té thôi. Té là chuẩn bài rồi. Có vẻ đang đấu rồi, đó là Nhi. Nhi đã bắt được New Life. Quên mất tỷ số hiện tại đang là 1-0, tạm thời nghiêng về New Hope. Phụ nữ là số 1 ư? Vâng, đó là New Hope đang ở Jamit. Và Am Nhi đã vừa bị triệt hạ ở Amcry. Phụ nữ là số 1 sẽ về B ngay lập tức. Cry đã nằm. Quan ca. Vâng, một pha sảy. Một pha mid đến từ Quan ca. Vâng, Newman đã bị triệt hạ rồi. Quá tốt cho Quan ca trong pha vừa rồi. Tỷ số sẽ là 1-0. Vâng, các thanh niên đang khỏe, giành vô địch rất nhiều. Noa đã vừa triệt hạ được vâng, một pha dính chuột của Noa rồi. Đồng đội ơi, đồng đội, đó là Cry. New Line sẽ phải trả giá ngay bây giờ. Đó là một màn Quarakin đến từ Noa. Vâng, Athena thì đang ngoài YouTube đang cổ vũ rất chi là nhiều. Nhưng mà bitrate thì không cao. Ngoài YouTube xem thì lag lòi tơi phòi luôn. New Line đã rất yếu rồi, còn có 3 máu rồi, nhưng cũng đã triệt hạ được người. Am Nhi đã vừa nằm. Màn hình máy của Cry. Noa đã bỏ qua một con mồi, đó có lẽ là New God. Vâng, đúng vậy. New God đã đứng khá là kín Cry. Đã triệt hạ New Man, vậy thì hãy đến với màn hình máy của Noa. Sẽ bỏ qua rất nhiều, có vẻ như Noa đã không nghe tiếng footstep. Đó là bị chém dao. Có vẻ như là New God rất thích chém dao. Vâng, bom sẽ nổ.
Tỷ số sẽ là 2 đều. Như vậy là đã có round xếp đầu tiên đến từ New Hope. Lại là hai thanh niên khả năng mất mạng chung. Và chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 2 đều. Đây là màn hình máy của New God. Đã không còn bắn snip nữa rồi. Bắn ca Amcry. Không phải Amcry, đó là ai? Phụ nữ là số 1 sẽ là người cam trong B. Thanh niên này tôi vừa thấy như xuyệt xuyệt nhanh đọc gôn phải. Bắn ca. Vâng, đây là Nhi. Nếu như triệt hạ được Newman thì sẽ rất chỉ là dễ dàng khi mà bom đã rơi. Vâng, tỷ số sẽ là 3-2 tạm thời nghiêng về FPS như mình. Vâng, một pha lắc léo đến từ Noah. Và chắc chắn là đã báo cho đồng đội. Hãy đến với... Vâng, Panka không bắt được pha vừa rồi thì hơi lầy. Đây là Cry. Panka đã bắt được New Line rồi. Có vẻ như bom đã rơi. Vâng, bom đã rơi rồi. Bom rơi ở mid. Nhi. Noah sẽ là người bắt được khi mà tôi thấy Noah. Ai mới là người ở A? Đó là phụ nữ là số 1 là người ở A. Tỷ số rất nhanh chóng là 4-2 tạm thời nghiêng về FPS như mình. New God sẽ phải bắn snip mid. Vâng, đang công rất mạnh mẽ lên trên mid. Đây là màn hình máy của New Fox New. New Man, New God. Mitkin đã bắt được Panka ở mid rồi. Bom đã được cam. Đây là Panka. Vâng, David. Phụ nữ là số 1. Mikin đã bắt được phụ nữ là số 1. Trong khi đó thì đây là màn hình máy của... Vâng, hai ông đang đi song song nhau. Quá đáng tiếc trong pha vừa rồi. Đây là màn hình máy của Noah. Noah phải nhanh chân lên. Đã bỏ qua. Đây là màn hình máy của New Life. Vâng, Noah đã triệt hạ được New Line. Như vậy là ở trên map ga tàu, trên map sa mạc 2 thì FPS đã giành chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng đến với map nhà máy hoa. Sau khi trận đấu FPS Gaming và New Hope kết thúc thì tôi sẽ đến với trận đấu giữa We Are Legend và Born to Shine. Lại một tuần đợi.
free. Vẫn thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngõ tìm bỗng dừng tên hàng mang. Mời ngày cưới rộng ràng khắp vùng, à tôi trên này tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng, mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà công vẽ thành niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo anh là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu anh này xa cả xa, buồn thay là. Vâng, và như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng nhạc ở đây để có thể vào trận đấu giữa FPS Gaming và New Hope. Đây sẽ là ở map Sam, ở map nhà máy hóa. Như vậy Outcry đã vượt chạm New Hope rồi khi đang level ở mid. Đây là màn hình máy của King và New Life có vẻ như đang muốn công vào trong nhà nhỏ. Ở bên xa thì có ai? Outcry đang cam ở nhà nhỏ. Phụ nữ là số 1 sẽ là người ở dưới hố cắt. Bom lên, vâng, quả bom ý phải nói là nhẹ nhàng nhưng mà thốn vãi. Chiến hàng có 15 máu thôi. Upgrade. Có một người vừa bỏ qua. Khả năng đó là Panka rồi. Khi mà bỏ qua, ok sếp. Rồi, sếp thì lại nhạc đang nghe hay. Sếp cũng được. New God đã out. Khả năng sẽ phải có một turn sếp nữa rồi. Sẽ tiếp tục là một turn sếp. Vâng, vẫn đang sếp.
Như vậy là vừa mở nhạc phát thì lại bắt đầu rồi. Tỷ số hiện tại đang là 1-0, tạm thời nghiêng về FPS Kiếm Minh sau một pha xếp đến 2 round của New Hope. Đây là New Life, có dám công lên mid hay không thì điều đó còn phải đợi. Đây là Newman, còn Mr. Keen. Vâng, New Life. Để mà đấu skin đây thì hơi khó. Newman cũng như là đây là New Fuck You. New Life, New Life đã bị Amni triệt hạ rồi, còn đây là New Fuck You. Vâng, như vậy là bom đã rơi. Sẽ chỉ còn lại một mình Fuck You thôi. Vâng, như vậy là ở trên B sẽ đang kẹp xuống. Tỷ số sẽ là 2-0, tạm thời nghe ông về FPS Gaming. Vâng, đó là New Line đã chuyển qua bắn Slip, đây là New Fuck You. Vâng, bắt được rất nhiều người của FPS Gaming ở trong Sai B. Ai là người về? Phụ nữ là số 1 ư? Đúng vậy. Phần ca cũng ngay lập tức được điều về rồi. Chả khác mẹ gì GG chút nào. Khi mà điều phát là phải đi. Có khách là đi luôn. Nhanh, ngay và luôn. Đây là màn hình máy của phụ nữ là số 1 đã bị Fuck You triệt hạ rồi. Sẽ chỉ còn một mình phần ca thôi. Hơi bị khó. Nhưng mà khó làm được thì mới... hàng nó mới to, bắt được luôn. Vâng. Thôi, ăn mạng nhưng mà cũng không ăn được. Tỷ số sẽ là 2-1, đang tạm thời nghiêng về FPS Gaming. New Life. Vâng, đã thấy một cái đầu chạy qua. I'm Cry. I'm Noah đã vừa triệt hạ được Newman, còn đây là New Life. Noah tiếp tục triệt hạ được người. Vâng, những pha snap phải nói là thần thánh đến từ Noah ư? Để thần thánh thì cũng không phải thần thánh lắm. Đây là Nhi. Như vậy là Noah đã nằm xuống sau khi có một turn kill đến 2 người rồi. Thôi thế là được rồi. Rút êm thôi. Vâng, và đây sẽ là màn hình máy của Nhi. Sự đấu với New Life đã nghe thấy một tiếng chân. Phụ nữ là số 1. Không phải, Panka mới là người móc lốp. Tỷ số sẽ là 3-1. Đang tạm thời nghiêng về FPS Gaming. New Life. Vâng, như vậy New Fuck You đã vừa triệt hạ được Amcry. Vâng, một pha bắt người rất tốt đến từ New Life cũng như là New God. Và hai thanh niên này đã cover nhau để bắt bớ hơi bị nhiều. Chỉ còn một mình Panka thì khó lắm. Khi mà lại vừa ăn quả flat đi thì không hề ấn gì với Panka. Vâng, đã bắt được New Life. Vâng, hơi đáng tiếc cho Panka trong pha vừa rồi. Tỷ số sẽ là 3-2, hiện tại đang tạm thời nghiêng về FPS Gaming. Nếu Panka bắt được người trong pha vừa rồi thì phải nói là anh là linh hồn của đội.
Noa, không, đó là Cry. Đây là màn hình máy của Noa. Rồi spam đạn thôi, cho nó oai thôi. New Life. Trận đấu này nhịp độ trận đấu hơi chậm rồi. Bèm nhau ngay bây giờ, phụ nữ là số 1 đã vừa triệt hạ New God. Đây là Mikin. Sẽ bị FP ở đây, đã bị bắt rồi. Đó là ai? Đó là Noa. Noa là người chạy từ side B về để móc. Nữ là số 1 đã nghe tiếng bước chân, sẽ bắt được người. Đó là New Lai đã vừa phải nằm xuống, phần cao đã triệt hạ New Man. Tỷ số sẽ là 4-2, đã tạm thời nghiêng về FPS Kiếm Minh. Đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên để tôi còn bình luận cho nó máu ra. Vâng, spam thôi, New Life và Kim đây đã vừa nằm, đây là New Man. Khi mà tôi thấy có một bóng dáng đang xuống, có vẻ đó là gì? Vâng, New God đã ngay lập tức móc máy lại được Nhi. God cũng đã vừa nằm bởi Noa. Bom ở đâu? Noa khá là tỉnh. Tỷ số sẽ là 5-2 giữa chúng ta. Đến với màn đổi bên thôi. Khá là mệt mỏi. FPS Gaming đều đã sẵn sàng. New Hope sẽ chỉ còn một mình New Life. Hiện tại vẫn đang chưa có tín hiệu sẵn sàng thôi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với hiệp 2. Phần ca cũng như phụ nữ là số 1 đều đang rất yếu. Quá hay! Và các bạn có thể thấy là một pha, một mũi tên trúng hai con chim đến từ phần ca.
Chúng ta sẽ đến với những round chính thức. Chỉ là một round set thôi, nhưng mà Panka đã vừa bắt được sấp đôi. Một phát nhà cái của ấy phải gọi là tung con mẹ nó ví luôn. Noa đang đẩy liệu có bắt được rồi. Gray đang đẩy vào. Ở dưới hố cát đang có người, không phải hố cát, ở dưới hố cát mà ở ngay trên thôi. Như vậy Noa đã nằm xuống, phụ nữ là số 1. Vâng. Một pha sấy phải gọi là móc pinh. Bom đã rơi. Như vậy là Born to Sai và We Are Legend cũng đã có phòng. Noa đang về để coi như là hỗ trợ đồng đội hấp diêm. Nhìn thấy cái đầu rồi đấy, thấy không? Bom sẽ được đặt ngay bây giờ thôi. Phụ nữ là số 1 đã vừa triệt hạ được New God rồi. Noa liệu có đi móc máy không? Vâng, trong cái pha vừa rồi thì hơi bị quê. Phụ nữ là số 1 liệu có làm được gì không? Bom có lẽ sẽ được gỡ tỷ số, sẽ là 1-0 tạm thời nghiêng về team của New Hope. Màn hình máy của Pekka. Vâng, full size ơi. Đây là Noa. Noa đã vừa bắt được người. Vâng, như vậy là Newman mới là ông người ông đắc lợi rồi. Bom đã được rất nhanh chóng được triển khai xuống B. Và bây giờ sẽ là đội hình thủ của FPS Kiếm Minh. Ông nào còn quả bom, cho quả bom vào thì thôi nằm sàn tắt. Vâng, Panka bắn snip thì khá là hay, nhưng mà để nói skin Python thì hơi yếu. Tôi biết. Phụ nữ là số 1 sẽ nằm. Như vậy New Hope sẽ gỡ quả bom này thôi. Tỷ số sẽ là 2-0 tạm thời nghiêng về New Hope. Vâng, như vậy là Noa đã ngay lập tức đấm mồm. Nhưng mà không trách được fuck you. Đây là Panka. Nhi ở đâu? Vâng, như vậy New Hope sau một pha vừa rồi thì đã mất rất nhiều người rồi. Đây là màn hình máy của New Life. Bom đã được triển khai xong A. Panka hiện tại vẫn chưa về. Am Nhi, phụ nữ là số 1. Vâng, đã bắt được New Life. Tỷ số sẽ là 2-1. Right. Vâng, đó là New God. New God nếu không cẩn thận sẽ phải trả giá rất đắt. Khi mà Cry là thanh niên coi như chuyên rình để bắt ở cái B này. Ngồi ị thân cụ. Úi giời ơi, chạy có một pha xử lý coi như nhà quê vãi đạn như vậy. Bắn cứ nhảy nhảy lên làm cái gì. Panka đã phải ở cover rồi. Nhi đã vừa triệt hạ New Life. Bom thì lại rơi. Thêm thì đắng. Gặp luôn. Phụ nữ là số 1 đã kịp thời triệt hạ New Fuck You rồi. Bom có vẻ là đã được nhặt. Như vậy phụ nữ là số 1 đã nhặt được bom. Rất may là Kim đã bỏ qua. Vâng, đó là Kim. Kim đã bắt được Panka. Hy sinh một ông thôi.
để có thể phát hiện ra sai của nếu như trong pha vừa rồi Amni cố công lên thì có lẽ là đã bắt được người. Vâng, đã biết là trong sai rồi. Amni đã yếu, phụ nữ là số 1 ở đâu? Quá tốt cho Kim trong pha vừa rồi, tỷ số cái gì vậy? Vâng, rất may. Tỷ số sẽ là 3-1. Mission defend the target. Đây là màn hình máy của New Fuck You. Kin, đây là God. Vâng, có một quả flash vào. Quả flash ý thì hơi đuối. Vâng, phụ nữ là số 1, New Hope đã triệt hạ được New Hope rồi. Còn đây là Kin. Kin giờ bắt đầu ở AAV. Vâng, như vậy là có vẻ Kin đã bỏ qua. Bỏ qua ai? Bỏ qua phụ nữ là số 1. Để mà đồng đội phải chết chết tức tưởi như vậy. Vâng, giờ mới về. Tất cả sẽ dồn xuống dưới mid B. Vâng, đó là Kin. Họ sẽ thủ thôi. Tỷ số sẽ là 3-2. Đang tạm thời nghiêng về FPS Gaming. Ai đây? Vâng, có vẻ như là Noa đã vừa nằm. Đây là Panka đã vừa gặp, nhưng mà rất may là phụ nữ là số 1 đã kịp thời cover cho anh. Vâng, một pha đấu mà phải nói là phần thiệt thòi nhiều hơn về Panka. Có một quả bom đã được đẩy vào, rất liều lĩnh. Bom sẽ được đặt xuống ngay bây giờ thôi. Vâng, Panka trong pha vừa rồi thì rất là bị động. Tỷ số sẽ là 4-2. Như vậy là FPS Kiếm Minh đã chắc chắn có một trận hòa rồi. Liệu họ có thể giành chiến thắng luôn ở trên map nhà máy hoang hay không? Thì hãy cùng chờ đợi. Vâng, vẫn là bài cũ thôi. Tôi biết. Vâng, Cry, phụ nữ là số 1 đấy kia. Vâng, các kiểu con đà điểu rồi. Vâng, một pha quả là quả bóp rái rồi. Bóp rái đồng đội trong pha vừa rồi rồi. Vâng, đã lui về tự thủ ở B rất là đông. Vâng, và như vậy là một pha công A đến từ Loa. Không, như vậy là chỉ là fake thôi. Giả vờ rút. Đây là Kin đã về A. Sẽ chỉ còn một mình Newman. Newman đã vừa triệt hạ được Noa. Có vẻ đã phát hiện ra bom rơi rồi. Màn hình máy của Panka. Vâng, như vậy khả năng chúng ta có vẻ đến với map ga tàu rồi. Khi mà hiện tại thì lợi thế đang không vãi cả đái. Cái gì vậy? Đó là Newman. Quá tốt. Chúng ta sẽ cùng đến với map ga tàu.
Quá tốt cho New Hope trong pha vừa rồi. Vâng, vẫn còn đang bem nhau ư? Chúng ta sẽ cùng đến với map Gà Tàu, tiếp tục nghe nhạc thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với map thứ ba là map Gà Tàu giữa FPS Kiếm Minh và New Hope. Khá khen cho New Hope trong map Nhà Máy Hoang đã tự thủ và giữ được tỷ số hòa là 5-2, tổng tỷ số là 7-7. Phụ nữ là số 1 đã triệt hạ New Funky bằng một quả bom. Đây là màn hình máy của Noah, có vẻ như Noah đã đấu và đồng đội chỉ việc nhặt thôi. Vâng, Noah sẽ bị gột bắt ngay khi New God đã nhìn thấy Newman. Bom đã được đặt xuống A. Vâng, New God đang chiến đấu rất chi là tốt khi mà vừa bắt được Amni cũng như là Noah. Vâng, phụ nữ là số 1 đã bắt được New God rồi. Bom có lẽ sẽ nổ thôi. Vâng, đã đấm mồm được phụ nữ là số 1. Bom quả này thì khó gỡ rồi. Amcry đã bắt được Newman. Tỷ số sẽ là 1-0 tạm thời anh em về FPS Gaming. Amnoa đã vượt chiến hạ được Kim. Newman. Vâng, Amcry đã bắt được New Line rồi. Có vẻ như Amcry đang công thẳng lên. New Line đã vừa out ra khỏi trận đấu, không biết là xét mạng hay là máy có sự cố đây. Đã gặp rồi, đó là Amni và New Fuck You đã triệt hạ ở ngay cửa ngách AB. Đây là New God, Kin cũng đã vừa out ra khỏi trận đấu. Tỷ số sẽ là 2-0. Vâng, không hề có tín hiệu sếp và sẽ bam luôn. Chả hiểu các thanh niên ra reset mạng này làm cái gì.
Vâng, New Line đã vượt trên hạng Noa. Tiếp đến là phụ nữ là số 1. Ngay sau đấy là đã yếu ngay khi mà bắt được một người cả mid và cả ngách lỗ chó, thì đó là một điều đáng khen. Amcry, quả bom mình sẽ là triệt hạ. Đây là Panka. Một mình một quả bom. Vâng, Newman đã lại vừa out ra khỏi trận đấu rồi. Bom sẽ được đặt xuống xa ngay bây giờ. Vâng, New Fuck You đã rất nhanh. Tỷ số có lẽ sẽ là 2-1. Mission success. Mission defend the target. New God bắn snip ở đây là cao A rồi. Fuck you. Hãy đến với New God đi. Liệu rằng New God có bắt được người không? Vâng, ném quả bom tận đấy thì có cái gì? Vâng. New God đã phạm phải sai lầm khi mà cái đầu thò hẳn ra không bắn. Vâng, như vậy thì New God sẽ cần phải xem lại clip của tôi rất nhiều khi mà ở cuối A có một cái vị trí bắn snip thì chắc chắn là sẽ phải nằm mà không đạt được bom. Hòa cải các kiểu con đa điểu, phần ca còn vác cả 3m gôn ra thì kia thì khó chịu rồi. Tỷ số sẽ là 3-1 tạm thời kia với FPS Gaming. Vâng, như vậy là Panka bị mắc, đáng vãi. Này thì thích nhảy nhô nhảy nhào này, liệu có chấp được Panka không? Kệ mẹ mày, tao đi trước. Đó là Am Nhi. Tôi biết mà, thanh niên này bảo kệ, kệ đó đi. Sếp, vâng sếp, ok. Vâng, thời gian đã hết để xếp, nhưng cái trường hợp ý thì tôi biết được là có lỗi từ trước, cho nên tôi sẽ đồng ý cho xếp. Tỷ số hiện tại đang là 3-1 tạm thời anh em về FPS Kiếm Minh. Một pha phải nói là mắc ảo. Nữ là số 1 đã nhặt bom. Vâng, quá là quả coi như úp nhau. Noa đã bị kin triệt hạ. Ở đâu? Ở đâu thì hơi khó. Kin triệt hạ thì khả năng đó là ở mid. Vâng, đang có sự công đến. Đây là Amcry. Các thanh niên khả năng sẽ rút về B. Tôi biết. Phải nói là Panka rất là tỉnh. Kin đã vừa triệt hạ được Panka. Đây là màn hình máy của Newman, không hề có bem nhau đấy rồi. Đây là Kin. Kin đã bỏ lỡ. Vâng, quả bom kèm theo Akavit thì Cry cũng như phụ nữ là số 1 đã nằm sàn rồi. Tỷ số sẽ là 3-2. Tạm thời nghiêng về FPS Gaming. Vâng, Panka đang ngồi snap á. Né ra.
Vâng, không hề phát hiện ra phân ca, như vậy Noah đã vừa nằm. Đây là Amcry. Đã đấm mồm được Newman. Vâng, và có một thanh niên. Vâng, gặp rồi. Quá đáng lòng cho Amcry trong pha rồi. Đây là màn hình máy của Nhi. Bom sẽ được mang xuống ngay bây giờ thôi. Vâng, đó là Nhi đã vừa triệt hạ New Line. Có một pha chậm trễ. Vâng, muộn tàu mất rồi. Phụ nữ là số 1 đã vừa bắt được kin. Vâng, thấp thoáng cái bóng. Tỷ số sẽ là 4-2, đang tạm thời nghiêng về FPS Gaming. Pha vừa rồi thì xử lý hơi nhà quê nhưng ok, miễn sao thắng là được. Đây là màn hình máy của New God. Tất cả mọi cái khi trọng tài đã nói ra thì các bạn hãy cứ nghe đi. Sau khi xem stream lại tất cả sẽ hiểu. Và lúc ý thì ý kiến thắc mắc. Đây là Cry. Tỷ số sẽ là 4-3. Không nói nhiều. FPS đang dẫn trước với tỷ số là 4-3. Cứ nhào ở cái chỗ đấy đi, rồi kiểu gì cũng lại bị lag phát nữa cho mà xem. Lần đầu tiên nhất làm stream mà tôi thấy pha lag như vậy. Rất nhiều trận đấu rồi. Cảm cú mất rồi. Panka và Nhi đều đã vượt chiến hàng New God và New Life. Đây chỉ còn phát chiêu thôi. Bom đã được đặt xuống. Vâng, một quả flash được ném lên nhưng chả làm gì được cả. Phát chiêu, vâng. Phụ nữ là số 1 xử lý hơi bị quê. Newman đã bắt được Am Nhi. Và bây giờ thì tôi biết chắc chắn rằng FPS sẽ phải lùi về sâu trên cao A. Quả flash đi chả nhầm nhò gì cả. Vâng, đã triệt hạ được Upright. Nhưng chắc chắn là bom sẽ không thể gỡ kịp. Bị cắt. Suýt nữa thì bị cắt. Tỷ số sẽ là 5-3 ở hiệp 1 trên map gác tàu. Còn thanh niên Newman nào vẫn chưa chuyển được bên. Em dưới góc phố hàng đi, anh hát lên khúc ca trao tặng em, nói với em rằng tình yêu anh đây dành cho em. Dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời. Dẫu biết anh yêu
Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp 2 trên map ga tàu giữa FPS Gaming và New Hope. Nhạc mủng các thanh niên này tốt xinh xịch rồi. Thanh niên thì vợ đang gọi về cho con bú, còn thanh niên thì coi như là người yêu đang bỏ rơi. Để đi bắn kèo này thì bây giờ nhanh nhanh lên để con về. Vâng, Amcry đã vừa triệt hạ New Fuck You. Không hiểu là triệt hạ thế xong rồi được cái gì không. Noa đã vừa triệt hạ Kin khi mà Noa đã chuyển qua bắn Snip rồi. Đây là màn hình máy của New Life. Amcry cũng đã vừa triệt hạ New Man khi thanh niên đó rút giấy ở sau cái thùng và ăn nguyên quả bom. Bây giờ ai sẽ là người đầu mid? Đó là Nhi. Nhi đầu mid thì khả năng sẽ đến với Noa. Không phải, phụ nữ là số 1 ư? Thanh niên, Cry là thanh niên đã yếu rồi. Vâng, đang lách, luồn lách. Vâng, Noa thì ở đây. Panka, phụ nữ là số 1 ở đâu? Úi giời, đó là Panka đã triệt hạ New Life. Tỷ số sẽ là 1-0 tạm thời nghe về FPS Gaming. FPS Gaming ở hiệp này chỉ cần chạm đến 3 là chúng ta sẽ tạm ngừng trận đấu và sẽ xử cho FPS Gaming thắng luôn. Khi mà ở hiệp 2 nhà máy hoang thì họ đã có tỷ số hòa và ở sa mạc thì họ đang giành chiến thắng 1-0. Nếu trận này chạm 3, Amni đã vừa bắt được Newman. Fuck you, như vậy là New God đã vừa out ra khỏi trận đấu. Mặc dù là không hề chết nhưng mà đã quá thời gian quy định rồi. Cái này là do lỗi của các bên chuẩn bị không tốt thôi. Thật sự rất tiếc cho New Hope khi mà bị bất ngờ liên tục như vậy. Thanh niên New Fuck You đã vừa triệt hạ được phụ nữ là số 1 và không hề mất một chút máu nào cả. Ngay lập tức phụ nữ là số 1 đã hô bây giờ ôm bom chạy về B thôi, sau tí nữa ăn đủ gạch luôn. Đó là khả năng là Panka rồi. Tôi biết. Vâng, Amcry. Tỷ số sẽ là 2-0, tạm thời nghiêng về FPS Gaming. Vâng, New Life đã báo nghỉ thôi. Vâng, như vậy là New Hope đã chịu thua mà không cần bắn thêm nữa. Và bây giờ ngay lập tức mình sẽ chuyển đến xem nào. Hơi khó hiểu. Ok, như vậy là New Hope đã nhận thua trước FPS Gaming. Bởi vì FPS Gaming thật ra thì cũng chỉ cần một round nữa thôi. Ok. Giờ mình sẽ chuyển đến trận đấu giữa We Are Legend và Botusai ngay lập tức. Ở đâu nhỉ?